Ngày 21 tháng 7 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định 55 sửa đổi Nghị định 75/2021 quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Theo Nghị định 55, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng từ 1.624.000 đồng lên thành 2.055.000 đồng, tăng 431.000 đồng so với Nghị định 75 năm 2021 NĐ-CP. Nghị định nêu rõ, mức chuẩn trên sẽ làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng. Các mức quy định theo mức chuẩn tại Nghị định 55 năm 2023 NĐ-CP được điều chỉnh khi mức chuẩn được điều chỉnh và làm tròn đến hàng nghìn đồng. Nghị định 55 năm 2023 NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 5 tháng 9 năm 2023. Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định tại Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3, Phụ lục 4 ban hành kèm theo Nghị định số 55 năm 2023 NĐ-CP được thực hiện kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023.